Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau. Thăm hỏi động viên 4 công nhân bị thương trong vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh. Đưa thêm 4 thuyền viên của vụ 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp nạn vào bờ. Tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên xuất khẩu lô hàng củ sen sang thị trường Nhật Bản. TikTok đệ đơn kiện chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn việc tự bán mình hoặc bị cấm tại Mỹ. Kính thưa quý vị, ngay sau khi vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra tại huyện Kỳ Anh làm 3 người tử vong, 4 người bị thương, hôm qua lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh đã đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thăm hỏi động viên 4 công nhân bị thương đang điều trị tại đây. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho một nạn nhân tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng cho một nạn nhân bị thương. Lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ động viên các nạn nhân và yêu cầu lực lượng y bác sĩ chăm sóc điều trị để các công nhân bị thương sớm ổn định sức khỏe. Như thông tin đã đưa, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, lán trại của nhóm công nhân thi công móng cột số 28 thuộc đường dây điện 500 kV mạch 3, đoạn đi qua phường Kỳ Liên bị sạt lở đất đá vùi lấp. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân do ảnh hưởng của thiên tai mưa lớn, trong khi lán trại của công nhân đặt ở sát khe suối nên xảy ra sạt lở. Thị xã Kỳ Anh yêu cầu các địa phương đơn vị cần tập trung thông tin kịp thời diễn biến thời tiết bất lợi để cảnh báo cho các nhà thầu, người dân, khu vực dự án có phương án phòng chống phù hợp. Chủ đầu tư dự án đang thi công, ra soát ảnh hưởng sạt lở và khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thi công các công trình trên địa bàn. Tiếp tục thông tin vụ 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp lốc xoáy, bị chìm và mất liên lạc trên biển. Sáng ngày 7 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh phối hợp với đồn biên phòng Lý Hòa tiếp nhận 4 thuyền viên bị nạn trên biển trở về. Các thuyền viên này gồm anh Lê Văn Chiến, sinh năm 1984, và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1991, thuyền viên tàu QB-98768TS. Anh Hoàng Đăng Dung, sinh năm 1996, thuyền viên trên tàu QB-92699TS. Anh Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1984, thuyền viên trên tàu cá QB-98614TS. Hiện sức khỏe của các ngư dân đã cơ bản ổn định. Như vậy, trong vụ chìm 4 tàu của ngư dân Quảng Bình, lực lượng chức năng cùng các tàu đánh cá trên biển đã tìm thấy và cứu vớt được 14 thuyền viên, trong đó có một người tử vong. Hiện vẫn còn 10 thuyền viên đang mất tích, trong đó có 6 thuyền viên trên tàu cá QB-92699TS và 4 thuyền viên trên tàu cá QB-98614. Cơn mưa kèm gió giật mạnh vào chiều qua đã làm một số nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị tốc mái. Ghi nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa A, gió giật mạnh đã làm một đoạn 30m hàng rào tôn công trình thi công bờ kè ngã đổ, một khung sắt bảng quảng cáo rộng 3m của một bãi chứa hàng hóa bị gió quật ngã. Còn trên đường Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, một dãy nhà 5 căn cho thuê cũng bị gió cuốn tốc mái, làm tài sản máy móc bên trong bị ướt, hư hỏng. Mảng tôn lớn bị gió cuốn bay hơn 30m, đè lên nhà dân và cửa hàng gần đó. Ngoài ra, các khung sắt bị gió cuốn bay và đập vào các nhà dân khác, làm hư hỏng mái hiên, tôn của những nhà khác. Gió mạnh còn cuốn bay mái ngói của một căn nhà 2 tầng ở hẻm 118, đường Liên Khu 56, phường Bình Hưng Hòa B. Trước đó, chiều 3 tháng 5, trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện mưa kèm theo gió mạnh, khiến nhiều cây xanh ngã đổ, nhà dân, công trình, cơ sở sản xuất bị tốc mái. Cơn mưa đầu mùa vào chiều qua cũng đã khiến hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bị ngập sâu, gây cản trở cho người tham gia giao thông. Vào khoảng 15 giờ 30 phút, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút khiến hầm chui bị đọng nước. Tuy nhiên, sau 2 đến 3 tiếng đồng hồ mưa tạnh thì nước trong hầm vẫn không rút mà lại ngập sâu hơn. Ghi nhận lúc hơn 18 giờ, đoạn ngập kéo dài khoảng 50 mét từ giữa hầm chui tới cuối hầm, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, độ sâu khoảng 50cm, ngập hơn nửa bánh xe. Do nhiều người điều khiển xe máy không biết nên vẫn lưu thông vào hầm, gây nên cảnh hỗn loạn. Trong đó cũng có nhiều người cố gắng chạy qua vùng nước ngập và một số xe đã bị chết máy khi qua đoạn ngập nước. Theo ghi nhận, tới 19 giờ, tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục. Ngày 7 tháng 5, tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, Hội ngành hàng sen Đồng Tháp phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng củ sen sang thị trường Nhật Bản. 15 tấn củ sen đông lạnh EQF xuất khẩu sang Nhật Bản, giá trị đơn hàng đợt này gần 1 tỷ đồng.
Nguyên liệu sản xuất củ sen đông lạnh EQF được thu mua từ tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lô sen xuất khẩu chính ngạch của Đồng Tháp sang thị trường Nhật Bản. Tuy khối lượng sen xuất khẩu đợt này không lớn, nhưng đã ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản của địa phương, tạo điều kiện cho sen Đồng Tháp thâm nhập vào những thị trường khó tính trên thế giới. Đồng Tháp có diện tích hơn 1.800 hectare sen, sản lượng hơn 1.500 tấn một năm. Sen là một trong các ngành chủ lực trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, Tháp 10 là địa phương có diện tích trồng sen chiếm hơn 30% so với tổng diện tích trồng sen của cả Đồng Tháp. Trong phần sau, tuyên án các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả triệt phá năm 2022. Khởi tố bị can, bắt tạm giam phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Chiều ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng đã tuyên án các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả triệt phá năm 2022. Mức án cao nhất cho đối tượng cầm đầu Trần Văn Miên, 36 tuổi, trú tỉnh Cà Mau, là tù chung thân. Các bị cáo khác bị tuyên từ 7 đến 20 năm tù về các tội làm, tàn trữ và lưu hành tiền giả. Theo cáo trạng, vào cuối năm 2022, chị Nguyễn Thị Phượng, 29 tuổi, trú Đà Nẵng, rao bán điện thoại trên mạng xã hội. Một người liên hệ mua và đưa tiền. Sau đó, chị Phượng phát hiện tiền giả nên đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trần Văn Miên nảy sinh ý định làm tiền giả nên đã mua máy móc, thiết bị về lắp ráp, đồng thời rủ các đối tượng khác giúp sức. Mỗi tuần cả nhóm làm khoảng 1 đến 2 lần, mỗi lần làm ra khoảng 200 đến 300 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi làm ra tiền giả, các đối tượng rao bán trên các hội nhóm Facebook. Đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giả mà nhóm trên đã làm là 1.300 tờ, mệnh giá 500.000 đồng đã thành phẩm và 388 tờ A4, in hình tiền, mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 6001S để phục vụ công tác điều tra. Ngày 6 tháng 5, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 6001S bất ngờ dán thông báo ở cổng với nội dung tạm ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Đây là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đóng tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, thuộc sự quản lý của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh, Sở Giao thông Vận tải. Trung tâm này có 3 dây chuyền đăng kiểm với công suất khoảng 180 đến 250 lượt xe một ngày. Trước đó, ngày 5 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6001S Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra xác minh ban đầu, thì trong quá trình điều hành, quản lý trung tâm đăng kiểm, ông Hồng có hành vi nhận hối lộ. Việc khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Dương Việt Hồng, Trần Minh Lợi để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua. Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân, Tây Ninh vừa phát hiện đường dây vận chuyển tàn trữ thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn, thu giữ hơn 14.000 gói. Ngày 7 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng khi tiến hành khám xét nhà ông Phùng Văn Nào, sinh năm 1984 tại huyện Châu Thành, thì phát hiện 15 thùng giấy carton chứa 7.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tiếp tục khám xét nhà ông Nguyễn Văn Em, sinh năm 1970, cùng xã Thành Long, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng cạc tông, bên trong chứa 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Ông Em cho biết căn nhà này bỏ hoang trong mấy năm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc lá lậu và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Bình Tân vừa phát hiện đường dây hoạt động vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng qua chặn xe. Ngày 28 tháng 4 năm 2024, Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1971, trú huyện Hóc Môn. Khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan, Công an quận Bình Tân đã thu giữ gần 630 kg pháo nổ. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận đưa đối tượng Trần Văn Nhơn, sinh năm 1972, trú tỉnh Vĩnh Long, về làm việc. Tại cơ quan công an, Nhơn khai nhận đã cùng Nguyễn Thanh Liêm vận chuyển pháo nổ.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành Liêm và bị can Trần Văn Nhơn về tội vận chuyển hàng cấm. Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 7 tháng 5, nhận được tin báo có người nhảy cầu Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, trạm kiểm soát biên phòng số 1 thuộc trạm biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ đã cử lực lượng cùng phương tiện tiếp ứng. Nam thanh niên nhảy cầu đã được cứu kịp thời. Sau thời gian ngắn sơ cứu, người thanh niên đã dần tỉnh lại và cho biết tên T, 29 tuổi, ở ấp 2 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân đã tỉnh táo và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong phần sau của chương trình, biến đường cao tốc trên cao thành tuyến đường dành cho người đi bộ. Giả thuyết, tất cả các loài chim đều là khủng long sống sau khi phát hiện một hóa thạch. Đêm qua, TikTok đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn việc thực thi luật vốn được thông qua vào tháng trước nhằm buộc công ty chủ quản ByteDance lựa chọn giữa việc bán ứng dụng chia sẻ video này hoặc là bị cấm tại Mỹ. TikTok lập luận rằng đạo luật bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát đã vi phạm các biện pháp bảo vệ hiến pháp Mỹ và quyền tự do ngôn luận. Nguyên đơn gọi đây là sự vi phạm chưa từng có, tù chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ. Theo đó, việc viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia không phải là lý do phù hợp để hạn chế quyền tự do ngôn luận và rằng chính phủ liên bang phải có nhiệm vụ chứng minh rằng hạn chế này là chính đáng. Bộ Tư pháp Mỹ chưa phản hồi về vụ việc. Trước đó, vào hôm 24 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok trong vòng 9 tháng đến tháng 1 năm ngoái. Vụ kiện dự kiến sẽ kéo dài thêm thời gian cho TikTok. Các thủ tục pháp lý sẽ tạm dừng thời hạn trên, nghĩa là có thể mất nhiều năm trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Hôm 7 tháng 5, cây lớn bất ngờ bật gốc và ngã ngang qua một trong những con đường sầm uất nhất thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai nạn nhân khác bị thương, đồng thời làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và phương tiện xung quanh. Thi thể của nạn nhân xấu số 47 tuổi đã nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường, còn những người bị thương được di chuyển tới bệnh viện. Vụ việc cũng làm ảnh hưởng đến hàng chục chiếc ô tô đang lưu thông qua khu vực này. Bên cạnh đó, một số cành cây rơi đè lên tuyến đường sắt đô thị làm trì hoãn tình hình giao thông này. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Nhật Bản đang lên kế hoạch biến một đường cao tốc trên cao đi qua trung tâm thủ đô Tokyo thành tuyến đường dành cho người đi bộ. Dự án được lấy cảm hứng từ công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ. Đường cao tốc Tokyo dài 2 km và cao hơn 8 m so với mặt đất. Nó đi vòng quanh khu mua sắm Ginza nổi tiếng ở Tokyo. Nhật Bản đã tổ chức sự kiện Ginza Skywalk kéo dài 3 ngày, thu hút hàng ngàn người đi bộ đến trải nghiệm. Từ trên cao, chúng tôi có thể quan sát khu Shinbashi và Ginza. Tôi nghĩ sẽ là ý tưởng tuyệt vời nếu nơi này trở thành một không gian công cộng. Dự án Tokyo Sky Corridor được đề xuất vào năm 2020 với một số điểm tương đồng với công viên trên cao High Line ở New York, được xây dựng trên một tuyến đường sắt chở hàng trước đây. Dù có điểm giống nhau, nhưng hai dự án cũng có những khác biệt lớn. Đáng chú ý nhất là tuyến High Line nằm bên ngoài trung tâm thành phố, còn đường cao tốc Tokyo đi xuyên qua trung tâm thành phố. Chúng tôi muốn tận dụng vị trí này để phát triển thành một tuyến đường đi bộ với nhiều cây xanh. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu trong vài năm tới. Chính quyền thành phố hy vọng tuyến đường đi bộ trên cao này sẽ trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách. Các nhà khoa học đã đưa ra một giả thuyết, tất cả các loài chim từ bồ câu cho đến chim cánh cụt đều là khủng long sống sau khi phát hiện hóa thạch mang tên Archaeahbtx. Bảo tàng Field ở Chicago, bang Illinois là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà khách tham quan có thể nhìn tận mắt hóa thạch của một con Archaeopteryx bắt đầu từ ngày 7 tháng 5. Theo nghiên cứu, loài khủng long này có lông, móng vuốt, đuôi dài và cấu trúc xương với nhiều khoang rỗng. Đây đều là những đặc điểm có ở loài chim. Các chuyên gia cho rằng chim là nhóm khủng long duy nhất còn sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng do một thiên thạch va vào trái đất cách đây 66 triệu năm. Archaeopteryx là hóa thạch quan trọng nhất mọi thời đại và là mảnh ghép đầu tiên để chúng ta hiểu về sự tiến hóa của loài chim. Đến nay, chỉ có hơn 10 hóa thạch Archaeopteryx được tìm thấy trên thế giới, hầu hết là ở châu Âu. Hóa thạch được trưng bày ở bảo tàng Field được tìm thấy ở khu vực Solnhofen Limestone, miền nam nước Đức vào năm 1990. Sau đó, nó rơi vào tay của các nhà sưu tập tư nhân.
Một nhóm người đã giúp bảo tàng Phiêu mua lại nó và hóa thạch được đưa đến đây vào tháng 8 năm 2022. Bên cạnh thảm đỏ Met Gala, một phòng triển lãm thời trang vừa ra mắt Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan New York, Mỹ hôm 7 tháng 5, hứa hẹn thu hút đông đảo giới mộ điệu. Chủ đề triển lãm gợi nên khung cảnh thần tiên, người đẹp ngủ trong rừng, thời trang thức tỉnh. Giống như nàng công chúa chìm vào giấc ngủ dài trăm năm, những bộ cánh tại triển lãm khiến người xem ấn tượng với phong dáng, màu sắc và vẻ đẹp vượt thời gian. Một số mẫu thậm chí không thể treo lên mannequin hay móc áo mà chỉ có thể trải trên bàn hoặc đặt trong lồng kính. Chủ đề chính năm nay là đánh thức những bộ trang phục thông qua các giác quan. Các trang phục tại đây có tuổi từ thế kỷ 17 cho đến nay, có rất nhiều đồ và phụ kiện cần trưng bày. Đặc biệt, ban tổ chức đã đưa vào trải nghiệm đa giác quan để người xem cảm nhận chân thực nhất. Họ có thể ngửi được mùi đặc trưng của các vật liệu làm ra trang phục, nghe được âm thanh của các sợi vải và chạm vào các chất liệu vải thông qua các bản quét 3D. Có khoảng 250 mẫu vật được chọn để trưng bày, trong đó có nhiều thiết kế từ các bậc thầy thời trang cao cấp như Dior, YSL hay Givenchy. Sự kiện chính thức mở cửa từ ngày 10 tháng 5 và kéo dài đến ngày 2 tháng 9. Để chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Paris 2024, nước chủ nhà Pháp đã sản xuất tới 2.000 ngọn đuốc. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều công sức. Hãy cùng chúng tôi tham quan nhà máy sản xuất những ngọn đuốc này. Những ngọn đuốc Thế vận hội được sản xuất tại nhà máy của công ty Guy de Grand tại Normandy. Tại đây, khoảng 6.000 tấn thép được nung chảy. Các công nhân phải mất 9 tháng để thực hiện các công đoạn hàn cắt laser và lắp ráp những chiếc đuốc. Ngọn đuốc nặng 1,5 kg, cao 70 cm. Nó được thiết kế chống nước và có thể chịu đựng sức gió lên đến 60 km/h. Chiếc đuốc này tượng trưng cho sự công bằng và bình đẳng của Thế vận hội. Ngoài ra, nó còn có hiệu ứng sóng mang đến cảm giác mềm mại. Đây là điểm khác biệt so với những ngọn đuốc trước đây. Khoảng 1.500 ngọn đuốc sẽ được dùng cho hành trình rước đuốc tại Olympic, còn Paralympic là 500 cái. Khoảng 11.000 người sẽ mang đuốc đi khắp nước Pháp với điểm đến cuối cùng là Paris, nơi vạt lửa Olympic sẽ được thắp lên tại lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 7. Vào tháng sau, tại Pháp, nhà đấu giá Agoutis sẽ bán đấu giá chiếc cúp có hình quả bóng vàng mà huyền thoại bóng đá Diego Maradona từng giành được với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1986. Giá trị ước tính có thể đạt hàng triệu đô la Mỹ. Đây là chiếc cúp quả bóng vàng World Cup đầu tiên được đấu giá. Tại World Cup năm 1986, Maradona đã ghi 5 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn, giúp đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch. Ông cũng góp mặt trong tất cả các phút thi đấu của đội bóng xứ Tango ở giải năm đó. Chiếc cúp từng biến mất một thời gian dài trước khi được tìm thấy giữa nhiều vật phẩm trong phòng đấu giá. Gần đây, nó đã được trao cho Agut. Nhà đấu giá này đã điều tra về nguồn gốc của vật phẩm và xác thực nó là quả bóng của cố danh thủ qua đời vào năm 2020. Giải thưởng quả bóng vàng World Cup được trao lần đầu tiên tại giải vô địch thế giới năm 1982. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.